Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin tức giữa showbiz ngày hôm nay, Dương Mịch và Lý Hiện thường xuyên chơi game cùng nhau, Ngô Thiền đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt. Tin tức giữa showbiz ngày hôm nay liên quan đến dàn sao hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. 1. Đại Phụng đã canh nhân. Đã định Vương Hạc Đệ trở thành nam chính, Điền Hy Vi đóng nữ chính, dự kiến đầu tháng 7 sẽ bắt đầu quay. Hai dự án phim Xuân Nhật Yến tạm định khai máy vào tháng 8, diễn viên chính là Trương Nhật Nam và Đinh Vũ Hề. 3. Thành tích của Phạm Thừa Thừa hiện giờ đang rất tốt, tương lai rộng mở. 4. Gần đây, Triệu Kim Mạch tiếp xúc nhiều kịch bản, cô ấy cũng có chút thành tích, danh tiếng trong giới cũng đã khá tốt hơn trước. 5. Dương Mịch và Lý Hiện ngoài đời không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng trong game thì quan hệ rất tốt, thường xuyên chơi game cùng nhau. 6. Chú Nhất Long cự tuyệt phim truyền hình, một lòng muốn phát triển sự nghiệp ở mạng phim điện ảnh. 7. Bộ Tiên Đài Hữu Thụ của Bạch Kính Đình, nữ chính sẽ chọn một trong hai do Quốc Tịnh Y và Trịnh Thu Hoàng. 8. La Vân Hy có nhan sắc, có diễn xuất nhưng không gặp vận may nên đến dự án phim của Trang Trường Nguyệt Tận Minh mới bắt đầu bạo hồng, có sự ảnh hưởng trong giới hơn. 9. Tống Dật rất coi trọng dưỡng trắng, cho dù không ra khỏi cửa cũng sẽ thoa kem chống nắng mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc cũng sẽ đắp mặt nạ đúng giờ. 10. Ngô Thiền đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt, bởi vì đàn trai làm cho cô ấy tổn thương khá lớn, cô ấy không thể nào vui vẻ tiếp chuyện được. Bất quá, bên Trương Vũ Kiếm cũng không hề để tâm, quan hệ hai bên ngày càng eo hẹp. 11. Châu Dã mang theo một thầy dạy diễn xuất bất cứ khi nào cô ấy vào đoàn, thầy sẽ hướng dẫn trong suốt quá trình quay. 12. Lý Hiện từng có bạn gái và lý do chia tay là vì anh ấy không đủ tiền mua túi hiệu cho bạn gái. 13. Nghê Ni có bạn trai mới là người ngoài giới. 14. Nhiều bộ truyện của Cựu Lộ Phi Hương đã được mua bản quyền chuẩn bị chuyển thể thành phim, trong đó Thương Lan Quyết, Ma Tôn sẽ cho công ty Hằng Tinh Nhận Lực quay chụp, đang trong quá trình chuẩn bị. Ngoài ra còn có các bộ phim như Ngự Giao Ký, Ti Mệnh, Bổn Vương Ở Đây, Hộ Tâm, Nhất Thời Xúc Động Bại Kiếp Không May, Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử cũng đã bán bản quyền chuyển thể. 15. Trường Lăng Hách được Xoài đánh giá rất cao. Trong chương trình nào đó có khá nhiều cảnh quay của anh ấy. Tổ chương trình thậm chí đã xóa cảnh quay của một số khách mời khác, sau đó thêm một số điểm nhấn cho anh ấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.